Trong củ tỏi có các chất chính là tinh dầu, vitamin A, B1, B2 và C. Các hoạt chất như allicin, lialisulfide và azoi. Trong đó, allicin là hoạt chất có tác dụng nhiều nhất của tỏi, có thể ức chế các loại vi khuẩn, các loại nấm gây bệnh. Trong đông y, tỏi có vị cay, tính ấm vào hai kinh can và vị, với tác dụng thông khiếu, giải phong, sát trùng, giải độc, tiêu nhọt, hạch. Tỏi được sử dụng phổ biến trong đông y với hiệu quả chữa bệnh cao. Đặc biệt trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng của các loại bệnh về tim mạch và ung thư, tỏi đã được xem là một loại thực phẩm chức năng có giá trị hàng đầu trong việc chống oxy hóa, chống đột biến tế bào, hạ thấp hàm lượng mỡ trong máu, giảm huyết áp để phòng chống các bệnh tim mạch. Trong chuyên mục Vị thuốc quanh ta ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một số bài thuốc hay từ cây tỏi. Sau đây tôi xin giới thiệu một số bài thuốc trong ứng dụng lâm sàng của coi như vị thuốc là tỏi. Thứ nhất là chữa về cảm cúm. Cách dùng là ăn tỏi chế với nước. Tỏi chế với nước. Sau đó nhỏ vào mũi. Mỗi lần từ 1 đến 2 giọt. Thứ hai là chữa lị amip và lị trực khuẩn. Ngày dùng 4-6 gram tỏi sắc uống hoặc giã 10 gram tỏi, ngâm vào 100ml nước, nguội trong 2 giờ, lọc bỏ bã, lấy nước hụt vào hậu môn, giữ lại độ 15 phút, hụt mỗi ngày một lần, đồng thời ăn mỗi ngày 6 gram tỏi, sống chia làm 3 lần, điều trị 5-7 ngày thì có kết quả. Bài thứ 3 là chữa ung nhọt, áp xe, viêm tấy, giã dập tỏi, đắp 15-20 phút, có thể trộn đều với ít dầu vừng. Bài thứ 4 là chữa đầy bụng và đại tiện không thông, giã tỏi, địt vào rốn, cách bằng lá lốt hay chầu không hơ héo, đồng thời lấy tỏi, giã dập, bọc bông lại nhét vào hậu môn. Sau khoảng một ngày có kết quả. Bên cạnh việc sử dụng tỏi như một vị thuốc trong đông y, tỏi còn có thể chế biến sử dụng trong cuộc sống hàng ngày bằng những cách làm đơn giản. Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu một số cách chế biến tỏi được trích trong cuốn Tỏi trị bách bệnh của tác giả Hà Sơn, nhà xuất bản Thời Đại. Cách làm đường tỏi. Sử dụng nguyên liệu bao gồm tỏi 5kg, đường đỏ 1,5kg, muối 500g, xì dầu 100ml. Cách chế biến, tỏi bỏ rễ, bỏ vỏ, cắt lát mỏng khoảng 1-2mm, ngâm trong nước sạch khoảng 2-4 ngày. Mỗi ngày cần thay nước bỏ vị cay. Sau đó vớt tỏi ra để ráo, thêm đường, xì dầu, muối, nước theo lượng đã định vào cùng để đun sôi, để nguội, sau đó cho vào bình đậy kín. Sau 40 ngày có thể dùng để ăn tỏi, uống nước. Cách làm dầu tỏi. Sử dụng nguyên liệu bao gồm tỏi với lượng thích hợp, sau đó bỏ vỏ, rửa sạch với nước, để khô, nướng ở nhiệt độ 65-76 độ C. Sau đó giã nát, chiết lấy nước, trộn với dầu với tỷ lệ 1,6 tỏi và 3 dầu. Cách làm cao tỏi. Sử dụng nguyên liệu bao gồm tỏi, trứng gà với lượng thích hợp, sau đó chia nhánh tỏi, bỏ vỏ, rửa sạch với nước, để khô. Bỏ vào nồi nấu trong 30 phút cho đến khi chín nhừ, thêm trứng gà đánh đều, trộn theo tỷ lệ 1,5 tỏi và 2,1 trứng gà. Với những công dụng có trong thành phần đã được khoa học chứng minh, tỏi là một loại dược liệu có khả năng điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau. Tuy nhiên, khi sử dụng tỏi cần tuân thủ đúng liều lượng thích hợp và lưu ý với các phản ứng phụ, tuyệt đối không nên lạm dụng tỏi. Nếu dùng tỏi quá nhiều có thể gây rối loạn dạ dày, đường ruột, ức chế tuyến giáp. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích,
giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.